đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh quyển vở để gửi tặng các bạn. Mình rất mong rằng các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ mình sẽ in bức tranh quyển vở của mình ra. Ở đây mình đang có mẫu hộp. Bây giờ mình sẽ đi vào ngay trên để in. Như vậy là mình in xong quyển vở. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì để khắc họa bức tranh quyển vở của mình ra. Mình sẽ các bạn nó phần là vỏ bên mình sẽ thêm chút chi tiết. Sẽ dùng bút chì để tô đậm cho quyển vở của mình. Bây giờ mình sẽ dùng cả cái tẩy xóa những chi tiết chỉ cho Thank you.
Như vậy là bức tranh quyển vợ của mình đã xong. Nếu các bạn thấy hay và đẹp, hãy cho mình một lần like, một lần đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.